chào anh em. Giờ 6 giờ ngày 3 tháng 11 2021 anh em ơi. Mình mới về cái lô bình xăng Green nè. Của xe LRS, xe XLRS, xe RSX, xe quay A mà loại 100 phân khối. Đều xài chung hết. Mình bán phụ tùng tại chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre anh em. Số điện thoại là 0918 104045, có Zalo luôn. Mình quay mấy cái thùng xăng này cho anh em coi nè. Anh em nào mà nghe cái giá một cái rồi mà muốn mà anh em nào có mấy cái bình xăng xe mà sắp hư ha, nghe cái giá một cái là khoái tôi liền. Nếu mà mua được một cái về gắn vô xe rồi là yêu tôi luôn. Đây là 120.000 một cái nè. Nước sơn Green mới tinh vậy nè, chưa có tróc, chưa có tày gì hết. Đó. 120.000 ha. Để bật cái trong cho anh em coi. Trong hả? Tắn tươi mới tinh vậy đó. Bỏ qua. Xấu tương để cái này nặng trăm cái cháy tóc, có tóc tóc sơn vậy nè, 100.000 mà cũng là sơn riêng, cũng thùng xăng riêng, chưa hàng, chưa giá, chưa đắp và bao luôn, không có xì vậy. Anh em nghĩ đâu có xì được, khỏi bao cũng anh em biết cũng không xì, bị nó đâu có lủng chỗ nào đâu xì. Đó, có xét xét nước sơn vậy đó, có lủng ở trong tăng tươi. Bán cái bình xăng tặng cái báo xăng cho anh em luôn, tính gỡ ra bán lẻ kiếm 50-60 ngàn nữa, 70-80 nữa mà thôi. Anh em mà bỏ thời gian xem tin chuyển khoản vui vẻ, anh em nào mà mua đồ tôi rồi anh em cũng cười vui vẻ là tôi thấy tôi vui rồi. Thôi khỏi tháo, vừa bán vừa tặng cho anh em luôn. Bán cái thùng xăng tuy nó không có lời nhiều nhưng mà lời được một người khách, lời được anh em bỏ thời gian bỏ công ra để xem kênh, rồi anh em còn đăng ký kênh cho mình nữa, lời nhiêu đó là quá đủ rồi, quá mỹ mãn rồi. Đây, cái thùng mà nó đẹp như vậy nè, sơn Green như vậy, tấm bông của tông như vậy nè, là 120.000. Nghe cái giá giật mình ha, tưởng ngày đó nói chơi không có gì tài. Nó lên đây nó quay đặng nó giá rẻ mà nó câu like hay gì không có. Anh em mua càng nhiều càng mê, tại quay là vậy thôi chứ còn đồ hàng còn nhiều lắm, tại quay tham khảo sơ sơ chục cái vậy đó cho anh em coi. Hả, cái nào nước sơn nó đẹp nó liền vậy thì 120, cái nào nó tóc sơn nó rướp rướp sơn thì 100.000 thôi. Anh em bỏ thời gian ra xem kênh rồi đăng ký kênh nữa mà bán mắt cho anh em chị. Trăm ngàn vậy đó, tróc sơn về bán 100.000. Mấy anh em nào mà tưới gắn máy xăng nè, máy bơm nước rồi, máy chạy xuồng rồi, chế vô mấy cái máy mà hư thùng xăng đó nè, tưới tiêu rồi vậy, tưới cà phê rồi, tưới bao màu rồi, bơm nước mạ luôn, chế mấy cái chân gắn ốc vô đây rồi thì thôi rồi, chạy biết chừng nào hư nhớ chế cho mấy cái máy xăng. Số điện thoại mình là 0918 104045, có Zalo luôn, anh em có gì gọi Zalo cũng được, Zalo khỏi cần kết bạn, anh em gọi là tự động nó vô. Đây là bán một cái thùng xăng để kiếm đi một người bạn, một khách hàng, 120.000 vậy nè. Ở bên cửa hàng mình bán là bán cái thùng xăng lô mới á, xăng lô là 180.000. Anh
anh em nào mà chưa vợ ha, mua về một cái gắn vô rồi là yêu tôi luôn. Cái giá với cái đồ nó đẹp, cái giá nó rẻ. Thấy nó bong bong nước sơn ngoài với trong trắng tươi. Chạy cái thùng xăng mà ở trong nó đẹp vậy là chạy nó sạch xăng, nó không có nghẹt xăng ở bên trong con. Mấy cái thùng xăng mà ở trong nó xét nghẹt đen thui rồi. Gắn vô chạy ít bữa cái bình xăng con nó nghẹt, ít bữa cái nó nghẹt lượt. Còn bình xăng này ở trong nó sạch bóng. Một bây giờ quay về sao chứ xong là phải bỏ vô một cái lông mà cột lại cho kín chứ để bụi nó vô. Liền lạc đẹp vậy là 120 nha anh em. Mình bán đồ tại chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre anh em ơi. Mình là tí. Tại nhà ở gần lộ quá, tiếng xe chạy hơi nhiều, nó hơi ồn, anh em thông cảm. Rồi. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ hạnh phúc anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem tin. Có gì anh em cứ gọi 0918 104045, số này có Zalo luôn. Rồi, mình kết thúc video đây. Chào anh em.